Xin chào các em học sinh 2K3 yêu quý à, Như các em đã biết à, Do tình hình dịch bệnh à, Cho nên việc ôn thi của học sinh 2K3 à, Chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn à, Đơn cử như là vì tình hình dịch bệnh à, Các em sẽ phải học bù, học xuyên hè à, Cho nên chúng ta sẽ có rất ít thời gian Để có thể ôn tập à, Mặt thứ hai Là kỳ thi năm 2021 Chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi Với những giải pháp thi chung, thi riêng à, Còn đầy biến động mà chưa được à, xác định một cách cụ thể. À, thứ ba, à, cái kiến thức để dành cho cái thi trung học phổ thông và thi đại học thì chúng ta thấy rất là rộng lại được phủ khắp ở mọi dạng bài, dạng đề từ kiến thức cơ bản cho đến vận dụng và vận dụng cao. À, trong khi đó thì rất nhiều à, em vẫn còn học lệch, học tủ, à, chủ quan hời hợt à, chưa tập trung cho việc ôn tập. Đó là chưa kể à, riêng học sinh khóa 2K3 là khóa D vàng cho nên sẽ số lượng học sinh tham gia thi sẽ rất là đông Trong khi chỉ tiêu Thì có hạn Vì vậy Cơ hội để các em đỗ vào các trường đại học top đầu Trở nên rất là hiếm hoi à, Trong khi đó Thì tất cả các em học sinh 2K3 đều mong muốn làm sao có thể trang bị được một cái lượng kiến thức à, Kỹ năng hết sức cơ bản Và đồng thời Là sử dụng nhuần nhuyễn nhu các cái kỹ năng à, cách Để khi chúng ta giải quyết các kiểu bài à, thi trung học thống Cũng như là thi đại học Mặt thứ hai là chúng ta mong muốn có thể ôn luyện các cái kiến thức và dạng đề một cách vững chắc nhất à, tốt nhất. À, thứ ba, chúng ta đều hy vọng là có thể đạt được điểm thật cao trong cái kỳ thi trung à, học phổ thông cũng như kỳ thi đại học sắp tới. Thế thì để à, có thể giải quyết được những khó khăn này cũng như thực hiện được mong muốn của các em thì thầy à, Phạm Hữu Cường à, kết hợp với học Mãi online à, sẽ tiến hành thực hiện cái giải pháp PEN năm 2021 để giúp cho các em thì cái giải pháp pen này là tổng hợp của pen c pen y và pen m ở các khóa học này các em có thể thấy ở pen c sẽ tập trung ôn mọi dạng bài tổng hợp tất cả các kiến thức cho các em từ kiến thức cơ bản cho đến trọng tâm nâng cao mặt thứ hai là tất cả kiến thức sẽ được trang bị một cách hết sức đầy đủ kỹ lưỡng chi tiết cặn kẽ để các em có thể ôn tập một cách tốt nhất và thực hiện tức là vận dụng kiến thức để thi cử có hiệu quả nhất Thứ ba trong việc ôn c này thì bên cạnh những dạng bài mà chúng ta thấy là trọng tâm cơ bản chúng ta sẽ được bổ sung thêm nhiều dạng bài mới kể cả những dạng bài mà một số trường thi riêng người ta đề ra chẳng hạn như dạng đọc hiểu của đọc bách khoa hay là dạng tự luận của đảo quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Vân vân Ở pen ở Kheo pen C Đặc biệt là pen C môn ngữ văn đối với lại thầy Thì bên cạnh em được ôn lại tất cả Các cái kiến thức Trong chương trình Ngữ văn, thi học thông Và thi đại học Đồng thời là sẽ được gì Dạy với lại tất cả cái Kiến thức mà các bạn có thể thấy là cực kỳ hấp dẫn Hết sức là À, rành mạch, dễ nhớ, dễ hiểu được thực hiện thông qua những cái bài giảng tuyệt đẹp cộng với lại các sơ đồ tư duy hết sức chi tiết cho kem. em. À, chúng ta à, sẽ nhớ rằng cái khóa PEN này là khóa ôn luyện một cách toàn diện nhất. À, bên cạnh đấy thì khóa PEN Y à, môn ngữ văn sẽ thực hiện à, luyện tất cả mọi dạng đề tiêu biểu cho kem em à, phục vụ à, cho kỳ thi trung học thông của các em cũng như thi đại học. Miễn bất kể là các em thi đề chung của bộ hay là đề riêng À, ví dụ như trong đề riêng, thì bên cạnh đó, à, bên cạnh à, việc chúng ta sẽ thực hiện các cái bài đọc hiểu, à, kể cả như thi vào đọc Bách Khoa à, hay à, ví dụ như là bài luận khi thi vào đọc quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. À, thì bên cạnh việc luyện mọi dạng đề à, thi chung, thi riêng, thì các cái đề bài ở khóa PEN y này sẽ được thầy cung cấp cho các em là những đề cực kỳ chất lượng, à, có thể hiểu là những cái dạng đề. À, mà nó sẽ sát với lại cái kỳ thi của các em và bên cạnh đấy, đặc biệt phù hợp với lại cái kỳ thi mong muốn mà bất kể là các em định thi đề chung hay là để riêng. ở khoa học pm m thì chủ yếu là nó sẽ là hai tháng cuối cùng trước khi chúng ta thi, thì toàn bộ phần khoa học P.M này sẽ tập trung vào tổng ôn chọn lọc những cái kiến thức quan trọng nhất và nổi bật. À, mặt thứ hai là xoáy sâu vào các trọng tâm trọng điểm để từ đấy các em có thể gì ôn tập một cách nó thì uh, có hiệu quả hơn và thứ ba là toàn bộ khóa pen m sẽ giúp các em tối ưu hóa điểm số để từ đấy uh, các em có thể có được điểm số tốt nhất à, chẳng hạn trong khoảng độ 2 tháng các em có thể nâng thêm được số điểm của mình uh, lên ít nhất là khoảng độ tầm 2 điểm để từ đó chúng ta có thể gì có được điểm số tốt nhất trong cái kỳ thi uh, trung học thông uh, như vậy uh, các em phải thấy được rằng là gì với cái tình hình uh, khoảng, uh, tình hình học tập các em năm nay thì việc các em có tâm lý vững chắc, uh, chủ động ôn luyện từ sớm uh, và tập trung học tập uh, từ đầu sẽ là một ưu thế lớn để các em có thể đỗ vào các trường đại học top đầu. Uh, thầy hy vọng rằng với cái giải pháp Pen 2021 này uh, tất cả các em sẽ đạt được điểm số cao khi các em tham gia học khóa học này, đặc biệt là học đầy đủ cả ba khóa pen c pen i pen m và đặc biệt đối với môn ngữ văn thì thầy khuyến khích các em và cũng yêu cầu các em là muốn được điểm cao thì các em hãy học đầy đủ cả ba khóa học là pen c pen i pen m thầy chúc tất cả các em của khóa dây vàng 2 k 3 sẽ có một cái quá trình ôn luyện và giải pháp pen với thầy thật là hấp dẫn thật là có hiệu quả và đồng thời là đạt được điểm số